Rồi, ok, mến chào quý anh chị, bà con, cô bác đã quay trở lại với video tiếp theo Lúa TV ha. Thì chủ đề hôm nay, Lúa xin chia sẻ đến quý vị và các bạn cách nạp tiền vào tài khoản thẻ của ngân hàng Sacombank các bạn. Thì như các bạn đã biết á, thường thường đa phần chúng ta nạp tiền thì chúng ta sẽ vào ngân hàng ta nạp, hoặc là ta chuyển tiền từ một tài khoản của ngân hàng khác, hoặc là từ tài khoản ngân hàng Sacombank vào tài khoản của mình để có tiền mình chuyển tiền hay mình rút tiền các bạn. Thì hôm nay Lúa xin chia sẻ đến quý vị và các bạn một cách để mà mình nạp tiền trực tiếp trên máy ATM vào tài khoản của mình, nạp tiền mặt nha các bạn, mà không cần phải là vào ngân hàng. Đề phòng những lúc mà khi mà ngân hàng nghỉ hết giờ, hay là vào thứ bảy chủ nhật ngân hàng không có làm việc, hay là những cái ngày nghỉ lễ các bạn, nghỉ lễ như là một ngày, số ngày nghỉ lễ như đặc biệt tới Tết âm lịch này thì số ngày nghỉ lễ của mình là khoảng 9 ngày đó, ngân hàng sẽ nghỉ nên không thể nạp tiền, không thể nạp tiền vào tài và ngân hàng không làm việc thì mình không có nạp tiền vào tài khoản được ha. Thì hôm nay Lúa xin chia sẻ đến quý vị và các bạn cách để mình nạp tiền trực tiếp vào tài khoản mình ngoài máy ATM luôn nha bạn. Đó, nạp tiền mặt nha bạn. Thì cách nạp như thế nào thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của Lúa ha. Thì hiện tại dòng máy ATM của Sacombank có một số máy mới hiện tại có chức năng nạp tiền trên máy ATM nha bạn. Rồi, mời các bạn theo dõi video mình nha. Ok các bạn ơi, hiện tại mình đang đứng trước ATM của ngân hàng Sacombank ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành nạp về tiền vô cái tài khoản ngân hàng của mình trên máy ATM. Giờ mình sẽ cho thẻ vô nha các bạn. Thì hiện tại đây là cái máy mới hiện đại nhất nha. Thì nó hoàn toàn cảm ứng ha. Đây là cái hộp tiền nhận tiền nè, hộp tiền để mà cho tiền vào ha. Thì dòng máy này hiện tại chi nhánh Đồng Tháp mình có một cái nha các bạn. Thì các bạn có thể tham khảo, mình sẽ để trên màn hình các điểm mà có máy này ha. Đây mình sẽ gõ ô tiếng Việt. Đó, thì mình sẽ nhập mật khẩu của mình vô nha bạn. Thì mình nhập mật khẩu của mình ở bên dưới như thế này, mật khẩu thì các bạn che lại nha. Đó, sau khi nhập mật khẩu xong thì nó sẽ đưa mình giao diện bên trong. Đó, thì mình sẽ chọn loại giao dịch, trên màn hình nó sẽ có cái ô lên như thế này. Đó, nạp tiền mặt. Đó, mình sẽ chọn giao nó. Thì nó kêu mình là, sau đó mình sẽ nhấn ô tiếp tục luôn. Đó, thì mình sẽ chọn là thẻ đang thực hiện giao dịch nha các bạn. Đấy, mình sẽ chọn ô này. Rồi, xong cái hộp tiền nó sẽ mở ra bên dưới như thế này nè các bạn. Thì mình cái nhiệm vụ của mình chỉ là bỏ tiền vô thôi các bạn. Và các bạn lưu ý là chọn số tiền tiền không được nhân nha các bạn, và không được gấp lại ha. Mình chọn cho tiền thẳng và mình sẽ cho vào 4 tờ 100 nha các bạn. Đó, mình sẽ nạp thử 400 ngàn. Đó. Rồi, sau khi mà các bạn bỏ tiền vô thì nó sẽ tự đóng lại như thế này các bạn. Đó. Thì ở đây thì hệ thống đang xử lý nè. Sau khi mà hệ thống này xử lý thì mình sẽ kiểm tra lại nha các bạn. Đây, nó để nè, loại tiền 100 ngàn ha, mệnh giá là 4 tờ 400 ha. Rồi, đó. Đây mình kiểm tra lại ha. Rồi, các bạn có thể hủy giao dịch hoặc là các bạn xác nhận cái lịch giao dịch bên đây ha. Cái bên đây có chữ xác nhận nè, mình sẽ nhấp vô nó ha các bạn. Đây mình sẽ nhấn vô xác nhận cái loại tiền này. Đó, mình sẽ kiểm tra lại ha, thông tin bên trên là tên thụ hưởng, số tài khoản của mình ha, số thẻ. Đây là số thẻ của mình các bạn, mình đang sử dụng thẻ nội địa ha. Đó. Các bạn lưu ý là khi các bạn nạp tiền gì các bạn tính cho người khác thấy ha. Rồi, sau đó mình sẽ nhấn vào cái chữ xác nhận ở bên góc phải nha các bạn. Đó, chữ có nè, để mà nó thực hiện nạp tiền 400 ngàn vào cái thẻ mình ha. Đây. Đó. Đây, giao dịch nạp tiền đã thành công, vui lòng có thực hiện giao dịch khác không? Mình sẽ không ha. Đó. Thì do nó bị chói nắng quá trời các bạn nên mình sẽ nạp thêm 100 ngàn để hướng dẫn chi tiết cụ thể cho các bạn ha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ diễn giải cụ thể, mình sẽ nạp thử 100 ngàn ha. Khi mà các bạn cho thẻ vô thì trên màn hình nó sẽ nổi lên chữ nạp tiền mặt như thế này ha. Thì các bạn sẽ nhấp vào nó và nó sẽ đưa mình vào bên trong. Thì các bạn sẽ thấy cái quy định để mình nạp tiền mặt tại máy theo ha. Đổi tiền nè, trên 50 ngàn và số trào là tên 200 tờ. Đó, thì các bạn nhấn vô tiếp tục ở góc bên phải ở dưới cùng ha. Đó, cái chữ thoát nè, các bạn sẽ nhấp vô chỗ này. Đó, để nó đưa mình vào bên trong nha các bạn. Đó, sau khi các bạn nhấp vô thì nó sẽ hiện lên như thế này, quý khách vui lòng chọn giao dịch. Mình sẽ chọn cái loại thẻ mình đang thực hiện giao dịch nha các bạn. Do cái thẻ mình đã đúc vô rồi nên mình sẽ chọn cái loại thẻ mình đang giao dịch. Đó, các bạn sẽ nhấp vô nó. Ok, sau khi các bạn nhấp vô thì cái hộp tiền nó sẽ mở ra để mình bỏ tiền vô ha. Thì mình có thể bỏ tối đa là 200 tờ các bạn. Thì loại tiền các bạn nên bỏ là loại 100 ngàn hoặc là 500 ngàn nha các bạn. Đó. Sau khi các bạn bỏ vô xong thì cái hộp tiền nó sẽ tự đóng lại và nó sẽ để là hệ thống đang xử lý như thế này. Rồi, ok các bạn, mình sẽ đợi cho máy xử lý ha. Thì sau khi mà máy xử lý xong thì nó sẽ nổi lên cái giao diện như thế này. Nó để là loại tiền của mình nạp nó là 100 ngàn ha. Mình có thể hủy giao dịch ha, hoặc là mình xác nhận ha. Đó, mình sẽ kiểm tra lại. Đây, mình sẽ nhấn vô xác nhận để mà thực hiện tiếp giao dịch ha. Đó.
Rồi sau khi các bạn nhấn ô xác nhận thì nó sẽ nổi lên một cái giao diện như thế này nữa, là quý khách vui lòng kiểm tra thông tin giao dịch. Thì ở bên trên là đơn vị thụ hưởng là tên của mình, bên dưới là số tài khoản đó, các bạn không thì không quý ha. Còn bên đây là có để mình thực hiện cái giao dịch nạp tiền vô ha, mình sẽ nạp 100.000, mình nhấn có đó. Sau khi mình nhấn chữ có thì nó sẽ nổi lên cái, nó sẽ cho mình ra một cái hóa đơn như thế này, là để mình đã giao dịch nạp tiền thành công ha, 100.000 ha. Thì các bạn ơi, vừa rồi thì mình đã thực hiện nạp tiền 100.000 thử. Bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ nạp vô tờ 500.000 thử coi máy có nhận hay không các bạn. Khi mình cho thẻ vô như thế này, nó cũng sẽ nổi lên chữ nạp tiền mặt nè. Mình sẽ nhấn vô nó. Ngoài mình sẽ nhấn vô tiếp tục. Đó. Rồi, mình sẽ chọn thẻ đang thực hiện giao dịch ha. Rồi, mình sẽ nhấp vô nó. Thì cái hộp tiền nó sẽ mở ra. Ok, thì bây giờ mình sẽ bỏ vô tiếp tờ 500.000 thử nha các bạn. Đây. Đó, mình cho nó vô thì xong cái hộp tiền nó sẽ tự đóng lại ha. Đây nó để nó đang xử lý các bạn. Rồi, ok, sau khi nó xử lý xong rồi mình sẽ kiểm tra lại số tiền nha các bạn. Đó, hiện tại số tờ nè, đó 500.000. Đó. Một tờ 500 nha, tổng là 500, mình sẽ nhấn vô xác nhận. Đó, mình sẽ kiểm tra lại tên của mình ở bên trên nha các bạn. Đó, bên dưới là cái số thẻ. Rồi mình sẽ nhấn có để mà nó thực hiện giao dịch và nó sẽ in ra biên lai cho mình kiểm tra ha. Đây. Đó, video mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video nha. Mình chào các bạn.